viết cho tôi và cho bạn, những người ở tuổi 25. Tuổi 25, tôi bỗng thấy mình chênh vênh ở một khoảng không vô định. Những ước mơ, dự định vẫn chưa đến đâu, cứ lấp lửng lưng chừng. Bản thân tôi là một người dễ che giấu cảm xúc, lúc nào cũng gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ, ra vẻ mọi thứ vẫn ổn. Nhưng ít ai biết được rằng trong lòng tôi lại yếu đuối đến vô cùng. Ban ngày tất bật đi làm, đêm về lại trằn trọc những suy nghĩ về tương lai, rồi tự hỏi mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Tuổi 25, tốt nghiệp ra trường đã 3 năm và đi làm, buồn bã cũng một vài nơi. Tôi hiểu rằng đó chưa phải là tất cả những gì tôi phải trải qua, mà chỉ là sự khởi đầu cho những câu chuyện muôn màu từ cuộc sống. Ở cái độ tuổi này, tôi chẳng còn muốn lớn lên thêm một chút nào nữa. Làm người lớn mệt quá, chẳng giống tôi hồi nhỏ chút nào. Hồi đó cứ muốn làm người lớn để được tự do đi đây đi đó, tự do làm những việc mình thích. Đơn giản chỉ là việc đi chơi mà không cần phải xin phép gia đình. Nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra, làm người lớn khó quá, phải lo toan bộn bề đủ thứ chuyện, nào là tiền nong, rồi gia đình, các mối quan hệ, tất tần tật. Lớn rồi, tôi phải tự gánh vác cuộc đời mình, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đó là khi muốn mua một món đồ mình thích mà cũng không dám xin tiền mẹ. Là khi bị bạn bè cười chê hay trêu chọc cũng chẳng dám chạy đi mét hay khóc nhè như hồi còn nhỏ. Là khi tôi nhận ra bản thân mình phải thành công trước khi cha mẹ già đi. Tuổi 25 nó chông chênh lắm, là những ngày bản thân mình sống vội vã, mà đôi lúc nghĩ lại cũng chẳng biết bản thân mình thích gì. Cũng có lúc mỏi mệt quá là muốn biến mất khỏi thế giới này một vài hôm để biết có ai đi tìm mình hay không. Là một chút tự ti khi nhìn thấy bạn bè mình ai cũng có những thành công nhất định và con đường trải đầy hoa hồng ở phía trước. Vậy đó, những ai ở độ tuổi này cũng sẽ cảm thấy như vậy, nhưng đó vẫn là độ tuổi đẹp nhất của chúng ta. Đó là một bước ngoặt mở ra một trang mới mà người ta vẫn hay gọi là cuộc đời. Thật vậy, thoạt nhìn cuộc sống rất giống cuộc đời, nhưng về bản chất thì cuộc đời sẽ vồ vập bạn tơi bời hơn cuộc sống. Từ đây bạn không còn là đứa con bé bỏng hằng ngày vòi vĩnh tiền của cha mẹ để mua một cái bánh, một cái kẹo ngày nào nữa. Đừng sợ, chỉ mới 25 thôi mà. Người ta thường hát, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Tính ra chúng ta vẫn chưa đi hết 1/3 cuộc hành trình. Con đường phía trước vẫn còn dài và nhiều điều thú vị đang đón chờ. Không biết tiếp theo là nắng ấm, mưa giông hay bão tố, nhưng bạn đã đi đến đây, bạn có nghĩa vụ phải đi tiếp cuộc hành trình này. Nếu không thì bạn là một cái hèn nhát. Chúc cho những ai ở tuổi 25 sẽ luôn hạnh phúc và động lực để thành công. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ trải qua duy nhất một lần, thì ngần ngại gì mà bạn không sống hết mình. Hãy cứ ước mơ vì chẳng ai đánh thuế ước mơ bao giờ. Tin tôi đi, rồi mọi thứ chắc chắn sẽ ổn, dù sớm hay muộn. Bạn vừa lắng nghe những lời tâm sự của tác giả Hoài An thông qua bài viết Lần chừng tuổi 25. Tiếp theo mời bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Đêm mong manh của tác giả Hải Anh. Đêm này có vẻ như yên tĩnh hơn mọi đêm mà tôi trực. Tôi gấp lại tập hồ sơ bệnh án cuối cùng, rồi vươn vai đứng lên làm mấy động tác thể dục cho đỡ mọi người. Một cái ngáp chợt đến nhắc tôi đêm đã khuya rồi và cơn buồn ngủ đang kéo tới. Tôi rót một ly nước và uống hết cho tỉnh táo lại thì điện thoại reng lên. Tôi đứng trước một bệnh nhân đã rất lớn tuổi. Bác ấy vừa mới được xuất viện cách đây chưa được một tuần, rồi bây giờ lại phải nhập viện lại. Tôi cảm được sự nguy hiểm và sự khẩn cấp khi nghe con gái bác nói sơ qua tình trạng của bác. Bác đang ăn tối thì bỗng nhiên thấy rất mệt ở tim, đến nỗi không thở được và người nhà đã phải gọi cấp cứu. Tôi đứng lâu bên bác, cũng giống như rất nhiều những bệnh nhân khác đã từng cấp cứu ở đây. Một bệnh viện lớn nhất của tỉnh mà tôi đã gắn bó công việc trong mấy chục năm, thì cái cảnh những dây nhợ, những máy móc nhủng nhằng quanh người bệnh là tôi đã quá quen thuộc. Tôi nhìn màn hình và trấn an người nhà là bác đang trong giai đoạn an toàn, còn phải theo dõi tiếp tục và chắc phải nằm lâu hơn đợt trước. Vì cô con gái của bác nói lần trước bác cũng mệt nhưng ít hơn, không làm cả nhà hoảng lên như lần này vì sợ bác ra đi. Tôi chẳng nhớ mình đã có mấy trăm, mấy nghìn đêm trực trong bệnh viện như vậy rồi. Mà trực có nghĩa là thức trắng. Cũng có những đêm thức trắng êm đềm, tôi không biết nói sao nữa. Vì những đêm đó, người bệnh tạm ổn và ngủ được yên giấc và không có ca cấp cứu nào. Còn có những đêm thức trắng đầy giông bão, là có những ca cấp cứu liên hồi và tôi phải căng mắt, căng mình ra để giành lại sự sống cho họ. Những bệnh nhân,
những con người đang chờ mong một phép màu nơi chúng tôi, mà tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Và tôi cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần phải nói với người nhà của họ, người thân của họ câu nói đó. Tôi rất tiếc. Tôi cũng không nhớ từ lúc nào nữa, có lẽ là lâu lắm rồi. Từ lúc tôi còn là một bác sĩ tập sự mới chân ướt chân ráo bước vào nghề. Từ lúc tôi mới chỉ đọc được tên mình được phân công trực đêm đầu tiên ở nơi đây, cho đến lúc bác sĩ trực chính trong ca, thì tôi luôn có cảm giác đó, cảm xúc đó. Rằng những đêm thật dài, thật lạnh và cũng thật nóng sao, cứ cho tôi cái cảm giác mong manh đến dễ vỡ như này. Tôi đã chót yêu cái công việc mà sự sống chết của con người là phụ thuộc rất nhiều vào đôi tay và khối óc của tôi, của bao người làm công việc giống tôi. Không biết họ có cảm giác đó giống tôi không? Rằng cứ đêm xuống ở nơi chốn này là những đêm vô cùng mong manh. Mà tôi cứ như một người to lớn nhất, vĩ đại nhất, cố dùng hết sức mình để bao bọc lấy, để ôm hết được, dành hết được sự sống về cho bao người, cho dù họ là bất cứ ai. Nếu mọi người biết được tôi đang chảy nước mắt trong mấy ngày nay. Anh ấy là một người quen của tôi. Đầu tiên là như thế, là nhà tôi đang cần sửa lại một chút nên đã có người giới thiệu anh ấy cho tôi. Rồi chúng tôi trao đổi công việc và anh ấy đã làm rất tốt công việc cho tôi. Tôi cũng biết được anh ấy dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đi làm quản lý ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Tôi nhìn anh ấy mạnh khỏe, nhanh nhẹn, đi lại nói cửa như vậy. Mới cách đây chỉ có hơn một tháng, sao giờ đây lại ra đi nhanh thế này? Anh ấy đi làm về vào một buổi chiều muộn và nói thấy rất mệt ở tim, nên người nhà vội vã chở anh ấy đến bác sĩ. Rồi khi về nhà, anh ấy có đỡ hơn, nên vợ anh ấy mới không cho anh ấy nhập viện. Ai ngờ đâu, hơn 2 giờ sáng, anh ấy lại lên cơn mệt và không thể thở nổi. Khi chở xe tới để cho anh nhập viện thì anh đã ngừng thở rồi. Tôi biết được ngay sau đó vì bạn tôi cũng là bạn của anh ấy đã gọi điện báo tôi biết. Tôi cứ ngồi lặng đi thật lâu như vậy. Nếu anh ấy nhập viện đúng đêm hôm đó thì chắc giờ đây tôi và anh ấy đang nói chuyện cùng nhau. Vì đêm đó là đêm tôi trực và chắc chắn anh ấy sẽ nhập viện nơi tôi làm việc vì nhà anh ấy gần đó nhất. Mấy ngày nay tôi cứ nhớ hình ảnh anh ấy khi anh ấy đang sửa nhà cho tôi. Chỉ có một buổi tối là xong vì rất ít thôi. Nhưng tôi và anh ấy đã nói chuyện, đã quen nhau rất vui vẻ. Tôi nhớ mãi nụ cười tươi và dáng người gầy gầy nhanh nhẹn của anh. Sao người ta có thể đi mãi mãi nhanh đến vậy? Tôi biết anh ấy còn nhiều việc, còn đam mê với công việc rất nhiều mà anh ấy vẫn chưa làm xong kia mà. Anh ấy đã nói với tôi như vậy. Rồi chúng tôi còn hỏi tuổi, còn hỏi công việc của nhau. Anh ấy còn dặn tôi nếu cần làm thêm thì cứ gọi anh ấy. Tôi nhìn vào điện thoại, tên của anh ấy vẫn còn đây. Những câu nói đầy hài hước và vui nhộn của anh ấy như vẫn còn đây. Nhưng anh ấy đã xa rồi. Bây giờ anh ấy đang nằm yên trong một nhà thờ với bức ảnh nhỏ xíu. Người ta nói đời là cõi tạm. Chưa bao giờ tôi thấy thấm ý nghĩa của từ đó như lúc này. Thôi thì cứ xem như người ta có mặt để được dạo chơi trong cuộc đời, rồi đến lúc người ta phải rời đi về một nơi thật xa. Cõi tạm chỉ cho người ta ghé chân đến và quy định người ta có mặt đến lúc đó, đến giờ phút đó là phải rời đi. Anh ấy đã rời đi khỏi đây trong đêm, cũng là một đêm mong manh dường nào với bao người khác. Nhưng dấu chấm của anh ấy đã xuất hiện, nên anh ấy đã ôm lấy nó rồi. Còn những người còn lại còn tiếp tục với sự sống, với cuộc đời này, sẽ vẫn tiếp tục với hành trình, với chuyến đi của riêng mỗi người. Tôi chỉ tin là với bất cứ ai cũng vậy, với anh ấy cũng vậy. Dù có rời xa, nhưng người ta sẽ nhắc mãi, nhắc hoài anh ấy. Một người rời đi thì người ấy vẫn sẽ sống mãi trong ký ức, trong nỗi nhớ của những người ở lại. Đêm nay yên tĩnh thật nhiều, chỉ có đúng một ca cấp cứu là bác ấy, nhưng hiện thời bác ấy đã ổn. Tôi nhìn vào đêm ở ngoài cửa sổ,
người ta vẫn nói là đêm đen, người ta vẫn nói là bóng tối, người ta vẫn nói là bóng đêm. Nhưng tôi lại luôn cảm nhận đêm có một màu trắng trong suốt, có lúc đến lạnh lẽo và cô đơn. Tôi nhìn dãy hành lang thật dài phía trước và tự hỏi, tôi đã đi bao nhiêu bước chân trên đó? Tôi đã đi những nhịp chân, lúc chậm rãi, lúc hối hả là tổng cộng bao nhiêu lần? Mà sao cái cảm giác cứ mỗi đêm về là một màu trắng mong manh, cứ như ùa đến gần tôi, cứ như vây xung quanh tôi. Tôi lại phải cứ bước đi và giang hai tay ra thật khỏe, thật mạnh để xua bớt đi, để mang lại sự yên tâm và ấm áp cho bao người. Tôi nhìn những dãy phòng bệnh với những giường bệnh san sát nhau. Tôi nhìn những người nhà của họ, người ngồi, người nằm, tràn ra cả hành lang kia. Rồi bất chợt tôi nhìn lên cửa phòng, dòng chữ bác sĩ trực, và ngay bên cạnh là tên tôi, là chữ Nhi thật lớn kia. Sao vẫn chẳng đủ sức để làm mở đi trong tôi cái cảm giác mong manh đó? Hay là điều đó chẳng còn là cảm giác nữa, mà là rất thật với tôi ở mỗi đêm trực nơi đây? Vì khi người ta cầm lại được điều gì thật mong manh, thì điều đó sẽ đáng quý biết chừng nào. Tôi mở cửa phòng và bước vào. Hơi lạnh từ cái máy điều hòa tỏa ra làm tôi thoáng rùng mình. Tôi ngồi vào bàn và nhắm mắt, nghe tim mình vẫn còn nỗi đau về anh ấy. Nghe tim mình vẫn còn chật căng một ước muốn từ mấy chục năm nay, là giành về, là ôm được trong tay những điều mong manh nhất, như những đêm dài, như những đêm trắng của tôi. Tiếp nối chương trình truyện ngắn tối nay, mời bạn đến với tác phẩm Tóc Biếc được tác giả Hải Anh gửi tới chúng ta. Chiến liếc qua phía mình, nó vẫn say sưa nhìn lên bảng nghe cô giảng bài. Cái thằng sao nhìn nó cứ tỉnh bơ vậy không biết, trong khi còn khoảng tháng rưỡi nữa là đến lễ rồi. Mà lúc đưa ra ý kiến và lên kế hoạch thì nó hăng hái và mạnh mẽ lắm. Sao về lớp là nó lại im lìm, giờ này chưa có kịch bản, chưa tập tành gì giáo trọi, rồi tham gia cái kiểu gì đây? Lúc sáng Chiến có hỏi nó thì nó cười. Nó nói cứ lo học hết buổi đi, rồi họp cả lớp lại rồi tính, để xem thử nó tính cái kiểu nào. Chiến đang nghĩ trong đầu vậy, và nó đang lo cho ngày lễ toàn trường sắp tới. Thằng mình đã đăng ký là lớp nó sẽ diễn kịch. Nghe giọng thằng mình nói chắc nịch nên nó cũng yên tâm. Rồi đã hơn một tuần trôi qua mà sao không thấy nó phân công ai viết kịch bản hay phân vai diễn gì hết. Thôi, ráng đợi đến hết tiết năm để xem nó họp lớp ra sao. Nhưng thằng Chiến không phải đợi đến hết tiết năm là tiết học cuối cùng, vì thằng mình đứng lên trước lớp nói một cách dõng dạc khi chuẩn bị vào tiết 4. Cả lớp mình trật tự nghe tôi nói, hôm nay cô địa lý bận việc đột xuất, cô đang dưới văn phòng của trường và sẽ lên trễ 15 phút, nên tôi tranh thủ họp lớp mình để bàn về vở kịch sẽ tham gia trong ngày lễ thành lập đoàn sắp tới. Bạn Nhi sẽ viết kịch bản, rồi ban chấp hành chi đoàn sẽ đọc và duyệt. Tôi sẽ chịu trách nhiệm phân vai và cùng tập với các bạn. Nhi cố gắng viết trong 2 ngày nhé, vì cũng không còn nhiều thời gian. Còn Chiến sẽ lo khâu quần áo và đạo cụ. Còn những ai nữa thì chờ kịch bản của Nhi, rồi tôi sẽ phân công tiếp. Lớp mình cố gắng phát huy thành tích của lần trước là đã đoạt giải Nhi toàn trường. Cô chủ nhiệm nói vậy và tôi sẽ chịu trách nhiệm chính. Các bạn có ý kiến gì không? Nhi đưa tay lên. Tôi có ý kiến, tôi sẽ tham gia tích cực, nhưng ở chuyện khác. Còn bạn phân công người khác viết kịch bản đi, tôi lo không viết được đâu. Lớp mình chỉ có Nhi có thể viết được, tôi và các bạn tin vậy nên Nhi sẽ nhận công việc đó. Bạn cố lên, chủ đề cũng không quá khó và Nhi biết rõ rồi. Lát nữa tôi với Chiến và Nhi sẽ ở lại sau tiết 5 để bàn về format trước. Chiến xen vào. Chứ bà chẳng luôn đạt điểm văn cao nhất lớp còn gì, mà viết văn hay thì cứ bè ra là được chứ sao. Bà cứ xem như bà đang làm văn vậy đó, cứ bè ra hết là được mà. Vậy ông giỏi thì bè đi. Viết văn là viết theo những kiến thức cô giảng và theo chương trình học bắt buộc nữa. Ông tưởng bè dễ lắm hả? Thôi hai bạn đừng cãi nhau nữa. Tôi quyết như vậy, Nhi sẽ viết kịch bản đúng 2 ngày, nếu nhanh hơn thì càng tốt, rồi chuyển qua tôi. Sau đó cả lớp bắt tay vào tập, cứ khẩn trương từng việc một là sẽ hoàn thành thôi. Nói vậy chứ Nhi cũng gửi kịch bản cho mình sớm hơn 2 ngày,
và có cô chủ nhiệm cùng đọc và góp ý, nên cả bọn đều phấn khởi bắt tay ngay vào tập. Địa điểm tập là tại trường luôn, vì bên đoàn trường cho mượn phòng sinh hoạt truyền thống cho các lớp tha hồ tập. Lớp chiến đăng ký diễn kịch, còn có lớp tập hát, tập múa. Ai cũng nói ngày kỷ niệm thành lập đoàn sẽ rất vui và rất đông các bạn tham gia. Nhi đảm nhận vai là con gái của một ông bố, mà thằng Chiến lo áo quần cho vở kịch sao mà nó mượn ở đâu cái áo chật quá, làm thằng Chuyên mặc vào ai nhìn cũng cười, vì thằng Chuyên vẫn được các bạn gọi là Chuyên mập. Còn thằng Minh đúng là xứng mặt lớp trưởng của lớp. Nó phân công đâu ra đó và lên lịch tập cụ thể, nên ai cũng làm theo răm rắp. Vở kịch được dự đoán sẽ đoạt giải, dù chưa biết giải mấy, nhưng cả Chiến và Nhi đều thấy rất vui. Công nhận bà bè giỏi thiệt, cô Oanh khen đó. Cô Oanh là cô chủ nhiệm của lớp. Thằng Chiến vừa nghịch ngợm hất mái tóc của Nhi, vừa cười vui. Nhi hếch mặt lên. Còn phải nói, mà tôi viết lần này thôi đó, còn nếu có lần sau thì đến lượt ông viết đó nha. Cô Oanh cũng rất khen ông mà, điểm của ông cũng bám sát điểm của tôi rồi còn gì. Vở kịch được cả hội trường vỗ tay vang dội, nhưng không phải chỉ vì nội dung hay, các bạn diễn hay, mà vì một sự cố không ai ngờ tới được đã xảy ra. Đó là khi vở kịch chuẩn bị kết thúc thì cái áo của thằng Chuyên bị đứt một hột nút áo. Chắc do lúc nó cúi xuống ôm đầu con gái là Nhi, vì nó đóng vai ông bố, làm mọi người cười vang dậy. Cũng may là cũng vừa xong và cả bọn xếp hàng cúi chào khán giả. Rồi thằng Chuyên đấm thằng Chiến mấy cái ở trong phòng thay đồ, làm thằng Chiến la oai oái, còn cả lớp thì cười bỏ lăn. Thằng Minh đại diện lớp lên nhận giải thưởng. Cô chủ nhiệm xúc động cứ ôm nó vào lòng và cảm ơn cả lớp. Còn Nhi thì đứng lặng lẽ sau các bạn, tay nó cầm mái tóc được các bạn thắt bím thật đẹp, và nó muốn giữ mãi mái tóc như vậy dù đã xuống sân khấu rồi. Chiến cũng đứng lặng lẽ nhìn các bạn. Nó nghĩ còn một năm nữa thôi là tạm biệt hết rồi. Ngôi trường này, lớp học này, các thầy cô này, và cả một đám bạn có lúc nghịch như quỷ sứ, có lúc đáng yêu và thân thiết biết bao. Rồi đây, mỗi đứa mỗi phương trời khác nhau, nên nó cảm thấy vô cùng quý những giờ phút được bên nhau như này. Và nó sẽ nhớ nhất mái tóc của cô bạn nhỏ đó, mái tóc mà nó vẫn hay nhìn trộm, vì nó ngồi ngay sau lưng mà cô bạn đâu hề biết. Chỉ hay quay xuống lấy compa của nó sử dụng những lúc cần, vì compa của bạn hay bị hỏng. Rồi hay cãi nhau với nó, vì nó cứ thích được chọc cho cô bạn nhỏ nổi giận lên. Bà về ngay hả? Tôi có cái bánh để phân bà, vì hôm qua nhà tôi có đám giỗ. Mình ra ghế đá đằng kia ngồi một lát, ở đó mát lắm. Chiến rủ Nhi sau khi tan học. Nhi nhìn nó lưỡng lự giây lát, rồi cũng gật đầu. Bà định thi ngành nào chưa? Ở trường nào? Vẫn quyết định là khối D đúng không? Đúng rồi, tôi thích truyền thông, nhưng tôi lo nhà tôi không đủ khả năng, vì học ngành đó học phí cao lắm. Còn ông vẫn thích luật hả? Ừ, bà ăn bánh đi. Sau này tôi vẫn thích được học chung lớp, chung trường với bà, nhưng chắc không được quá. Còn hơn một năm nữa mà, còn lâu. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi lớp mình, sẽ không thể quên được những năm tháng ở đây. Đúng là cuộc đời học sinh đẹp quá. Tôi chỉ biết cố gắng học tốt nhất để ba mẹ tôi vui lòng và yên tâm. Nhưng tôi cũng biết tôi sẽ rất tiếc nuối vì một thời học sinh đã trôi qua nhanh quá. Tôi sẽ nhớ Minh và ông nhiều nhất. Chiến đạp xe về nhà mà vừa vui vừa buồn. Nó thấy Nhi nói đúng. Còn hơn một năm nữa mà. Nhưng nó cũng biết thời gian nhanh lắm. Thoáng cái nó trôi cái vèo đi mất. Nó muốn được ngồi sau lưng cô bạn nhỏ ấy mãi, để được ngắm mái tóc dài quá ngang vai một chút của cô bạn. Chiến biết nó sẽ nhớ thật lâu hình ảnh cô bạn hay đứng tựa dưới lan can lầu của phòng học mỗi lần đổi tiết hay ra chơi. Nó sẽ nhớ thật lâu mái tóc của cô bạn cứ óng ánh lên trong những tia nắng vàng rọi xuống cả dãy phòng học dài của ngôi trường. Nhi thật thân của tôi mong bà luôn gặp nhiều may mắn. Tôi nghĩ nếu mình còn được gặp nhau lâu hơn và dài hơn, thì tụi mình sẽ còn thân thiết rất nhiều, rất lớn nữa đó. Tôi không biết cách nói và cách diễn đạt hay như bà đâu. Tôi chỉ nghĩ sao là nói vậy thôi. Bà nhớ giữ mái tóc như vậy hoài nhé. Tôi rất thích ngắm tóc của bà. Tôi thích được ngồi sau lưng bà để ngắm tóc bà đó.
mà bà không biết đâu. Nhưng cô chủ nhiệm biết, vì tôi đã xin cô được ngồi chỗ ngồi đó ngay sau lưng bà. Chiến nghĩ thầm trong đầu, cho đến khi về tới nhà luôn. Nó sực nhớ chiều nay có buổi học thêm toán, rồi nó lại được gặp Nhi nữa. Mà ở lớp học thêm thì chỗ ngồi không cố định. Có hôm nó đi muộn nên có đứa khác ngồi sau lưng Nhi mất rồi. Nó chỉ được đi theo sau Nhi lúc ra về và đi cùng Nhi về nhà luôn rồi mới quay lại nhà nó. Chiến đặt ba lô xuống cạnh bàn học của nó và mở điện thoại kiểm tra. Nó nhìn thấy một cô gái đứng hơi nghiêng người với mái tóc được thắt bím. Nó đã chụp Nhi hôm cả lớp tham gia ngày lễ và lúc Nhi diễn xong cùng các bạn. Nó chọn làm hình nền của điện thoại của nó luôn. Sau này có đi mỗi đứa một nơi thì nó sẽ được nhìn thấy Nhi mỗi ngày thôi mà. Chiến ngồi ăn cơm cùng mẹ và chị của nó. Tivi vẫn đang bật lên và cô ca sĩ đang hát. Nó biết chị nó rất thích ca nhạc. Nó nói chuyện và ăn cùng mẹ mà sao cứ nhớ về mái tóc của Nhi. Chiều nay nó sẽ cố đi sớm để được ngồi sau lưng Nhi. Nó thích vậy và nó ước vậy. Tivi vẫn còn đang trong chương trình ca nhạc, còn nó cứ nhìn hoài vào đó. Nó thấy cô ca sĩ vừa xuất hiện có mái tóc giống Nhi quá. Một màu tóc biếc trong tim nó. Nếu yêu thích Blog Radio, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang và kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.